Xin chào các bạn, mình Đào Phú, bán xe lướt tại showroom của Anamoto. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một tính năng mà hiện tại xe nào cũng có, đó là tính năng Cruise Control hỗ trợ kiểm soát tốc độ, giữ tốc độ khi bạn lái xe trên đường. Hôm nay mình sẽ review trên chiếc Kia Cerato 2019 bản Luxury. Chiếc xe này cũng đã được chào bán tại Anamoto, địa chỉ 17A Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội. Như các bạn có thể thấy, bảng điều khiển Cruise Control được đặt trên vô lăng bên tay phải. Cruise Control muốn set thì hai bạn hãy ấn vào chữ Cruise này. Khi đó màn hình sẽ hiện lên. Đây, một chiếc Cruise hiện lên trên tablo của xe. Sau đó bạn hãy điều khiển chiếc xe đi với tốc độ mong muốn. Khi đã đạt được tốc độ mong muốn, bạn hãy gạt xuống để set tốc độ. Cruise hiện màu xanh, tức là tốc độ đã được set thành công. Xe luôn được giữ vững tốc độ mà không cần bạn phải đạp ga. Nếu muốn tăng tốc độ thì hãy gạt số cộng lên. Xe sẽ tự động tăng tốc độ cho bạn. Nếu muốn hủy bỏ Cruise Control, bạn hãy đạp phanh, xe sẽ tự động giảm tốc hoặc ấn nút Cancel tại đây. Như bạn đã thấy, Cruise Control đã được hủy bỏ và xe đang giảm tốc độ. Như các bạn đã thấy, tính năng Cruise Control hỗ trợ bạn rất nhiều khi bạn không phải đạp ga để giữ tốc độ trên đoạn đường dài hay đường cao tốc nữa. Nhưng mà cứ đừng vì thế mà chủ quan. Chân hãy luôn đặt ở chân phanh để sẵn sàng cho các tình huống giảm tốc độ hoặc trong các tình huống khẩn cấp. Chúc các bạn lái xe an toàn.